hôm nay 27 tháng 1 năm 2021, các đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của Đảng đã thảo luận về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện. Trong phiên làm việc thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. 23 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân đội, công an, tòa án nhân dân tối cao Bộ Tài chính, Thành phố Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Đối ngoại Trung ương, Tỉnh Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Lâm Đồng. Việt Nam Today xin tổng hợp vài nét chính trong các bài tham luận được chú ý. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tham luận về vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Trình bày tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại phiên thảo luận của Đại hội 13 ngày 27 tháng 1, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ trong ba thách thức nêu trên đầu tiên là âm mưu hoạt động chống phá gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động ngày càng thâm độc nguy hiểm hơn thứ hai nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên biển đông gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của đảng chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng thứ ba nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp. Trong ba thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đã đề xuất một số vấn đề theo hướng bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những quan điểm, nội dung mới, nội dung cơ bản, cốt lõi mà dự thảo báo cáo chính trị đề cập. Đây cũng là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà lực lượng công an tập trung thực hiện trong những năm tới. Trong đó, công an nhân dân sẽ chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là quân đội nhân dân giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Về công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, lãnh đạo Bộ Công an nêu ba nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá, bao gồm việc tập trung tham mưu đề xuất xây dựng sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng công an nhân dân đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, những thách thức an ninh phi truyền thống. Đồng thời, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong công an nhân dân, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ công an cơ sở, chủ động tăng cường cho cơ sở lực lượng trực tiếp chiến đấu. Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường nghiên cứu phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại trong các mặt công tác, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong phiên thảo luận của đại hội 13, về các văn kiện, sáng 27 tháng 1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã trình bày tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Theo nghị quyết đại hội 12, quân đội đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược, kiên quyết, kiên trì xử lý kịp thời linh hoạt có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình biển Đông, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được lãnh đạo chỉ đạo xây dựng củng cố ngày càng vững chắc để triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đoàn đại biểu Đảng bộ quân đội đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó tập trung lãnh đạo quân đội và các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc chủ động sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống Quân đội được tập trung xây dựng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh, tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng. Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ, việc tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thực chất hiệu quả, góp phần tạo thế chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trình bày tham luận với chủ đề Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện hiệu quả cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Phó Tránh án Thường trực, Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, xây dựng đất nước hùng cường gắn với xây dựng nền tư pháp văn minh hiện đại là nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới. Qua cải cách, tòa án thể hiện sự gần dân ở việc đơn giản hóa thủ tục hành chính tư pháp, minh bạch trong ban hành, công bố bản án, quyết định và phát triển án lệ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để người dân tiếp cận hoạt động tố tụng từ xa. Ông Lê Hồng Quang khẳng định, ngày nay với sự giúp sức của internet và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khoảng cách gần dân về địa lý, về thể chất dần thay thế bằng việc phục vụ người dân ngay trên môi trường mạng. Tòa án tương tác với người dân ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mà không cần phải đến trụ sở tòa án. Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng đảng, nhà nước, pháp quyền. Cải cách tư pháp để chúng ta có được nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam, Phó Tránh án Thường trực, Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu kế thừa thành quả của thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, ông Lê Hồng Quang cho biết, ban cán sự đảng toán nhân dân tối cao đề xuất 8 quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hậu 2020. Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngày mai, 28 tháng 1 năm 2021, đại hội làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội 13 và nghe báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa 12 về công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13.